Hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu đến bài tập ngày thứ sáu cũng nhanh các anh chị ha. Quay đi quay lại thì 28 ngày nó trôi đi rất là nhanh. Và ngày thứ sáu chúng ta sẽ chia sẻ và đồng hành cùng với nhau trong một cái phép màu mang tên là phép màu cho công việc. Chúng ta sẽ cùng với nhau để quay lại đọc cái câu xác quyết ngay từ đầu và ngày nào chúng ta cũng áp nó vào trong với cái phép mà chúng ta gửi lòng biết ơn. Đó chính là người nào mà có sẵn lòng biết ơn với công việc của mình thì người đó sẽ được ban tặng thêm và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn với công việc của mình thì những gì anh ta hoặc cô ta có cũng sẽ bị tước đi. Ở cái phần này các anh chị hãy hãy dùng nó làm cái câu sắc quyết trong các cái bài đăng của mình các anh chị ha. Và hôm nay chúng ta sẽ đi về công việc. Và cái câu nói ở trong cuốn sách The Magic Phép Màu có một câu nói về chủ đề ngày hôm nay của nhà văn Tom Robin. Khi thực hiện bất cứ hoạt động, bộ môn nghệ thuật, môn học hoặc bất cứ kỹ năng nào, hãy thực hiện và làm nó tốt nhất có thể, tốt hơn mọi chuẩn mực trước đây, tốt đến mức không thể tin nổi và khi ấy bạn sẽ đưa nó đến vùng đất của phép màu. Các anh chị nhận được thông điệp gì từ đây ạ? Bình thường chúng ta làm nó mà chúng ta chỉ làm cứ nghĩ rằng là ừ, hết sức đúng không ạ tuy nhiên là làm gì đã hết sức đến thường là một việc này làm việc một ngày 20 20 tiếng vẫn chưa thấy hết sức luôn bởi vì vẫn còn bốn tiếng sức <laughs> vậy thì hãy dùng tất cả các kỹ năng hãy làm nó tốt nhất có thể tốt hơn mọi chuẩn mực trước đây tốt đến mức không thể tin nổi thì lúc này anh chị sẽ thấy rằng là cái sự phép màu của thời gian phép màu của uh, kết quả phép màu của tất cả những cái gì chúng ta đang làm nó vượt xa cái mức mong đợi mong đợi rất là nhiều các anh chị ạ và đây là nội dung cuốn sách ngày hôm nay tôi xin phép được đọc cho tất cả cô chú anh chị nghe à, câu nói vừa thường vừa mới đọc xong thì nó ở trên đỉnh ha nếu bạn thực hiện bất cứ hoạt động nào bất cứ nghệ thuật nào bất cứ kỷ luật nào bất cứ kỹ năng nào thực hiện nó và đẩy nó xa nhất có thể đẩy nó xa hơn mức có thể mà chúng ta từng làm trước đó đẩy nó đến ranh giới xa nhất thì bạn thúc đẩy được nó vào trong vương quốc của ma thuật. Thì đây là một vài những ngôn ngữ của của nước ngoài dịch ra, vừa nãy đã, đã gói gọn cho anh chị nghe rồi. Làm thế nào mà một người được sinh ra trong hoàn cảnh bần hàn, bắt đầu với đôi bàn tay trắng và có rất ít sự giáo dục đã đi tới và trở thành tổng thống hoặc một người nổi tiếng, hoặc xây dựng một đế chế và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới? Và làm sao mà hai người có thể bắt đầu cùng một sự nghiệp và sự nghiệp của một người thì đạt được thành công chưa từng có, còn một người thì làm việc cực nhọc nhưng chẳng mấy thành công, bất kể là nỗ lực như thế nào. Đường nối đến thành công bị mất chính là sự biết ơn. Bởi vì theo luật hấp dẫn, bạn biết ơn cho những gì bạn có sẽ thu hút thành công đến với bạn. Cho nên không có sự biết ơn sẽ không bao giờ có thành công bền vững. Để mang lại thành công hoặc gia tăng những điều tốt cho công việc cho công việc hay việc làm của bạn như cơ hội, thăng tiến, tiền bạc, ý tưởng sáng tạo, tạo cảm hứng và sự đánh giá đều có thiết yếu và phải biết ơn công việc hoặc việc làm. Bạn càng biết ơn thì bạn càng có nhiều để biết ơn. Và bạn nên nhớ rằng lòng từ bây giờ để gia tăng bất cứ cái gì trong đời bạn, bạn phải biết ơn và cho những gì đã có. Thế thì ở trong cuốn sách này của tác giả trong cuốn sách The Magic Phép Màu ông ấy đã nói rằng là chúng ta cần phải có một cái người quản lý vô hình trong tâm thức của mình về công việc chúng ta đang làm về thông điệp chúng ta đang truyền tải về lòng biết ơn mà chúng ta đang gửi gắm và các anh chị hãy hãy ngày hôm nay chúng ta sẽ viết ra những lòng biết ơn về những điều như sau đây nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, giá trị của doanh nghiệp bạn sẽ tăng hay giảm tương ứng với sự biết ơn của bạn. Bạn càng biết ơn đối với doanh nghiệp của mình, khách hàng của mình và những nhân viên doanh nghiệp của mình, thì mình càng tăng trưởng và gia tăng. Nó cũng có nghĩa là khi chủ doanh nghiệp dừng biết ơn và thay sự biết ơn bằng lo no lắng, thì doanh nghiệp của bạn sẽ bắt đầu có chiều hướng đi xuống, đúng không? Biết ơn ngày hôm nay tôi có một đơn hàng, biết ơn ngày hôm nay tôi có một đối tác mới. Còn mình lo no là không biết là mình có lên được kim cương không, không biết là hôm nay mình có chia sẻ được cho ai không. Thì lúc này tâm thái của chúng ta sẽ nằm ở trong một cái trạng thái lo lắng vô định còn nếu như chúng ta biết ơn là chúng ta đã ngồi lại và lập danh sách được 50 người biết ơn vì ngày hôm nay chúng ta đã chia sẻ được cho 30 người biết ơn vì đã có hai người trả lời tin nhắn của chúng ta và biết ơn một người đã đồng ý đồng hành cùng với chúng ta trên hành trình này vì vậy cho nên không ngừng biết ơn các anh chị ha nếu bạn là bố mẹ và công việc của bạn là chăm sóc trẻ em và quản lý gia đình hãy tìm kiếm những điều biết ơn cho thời gian này trong đời bạn đó thường là cơ hội một lần duy nhất trong đời và khi bạn biết ơn cho thời gian này bạn sẽ hấp dẫn nhiều sự hỗ trợ nhiều sự giúp đỡ nhiều khoảnh khắc đẹp và nhiều hạnh phúc hơn để trải nghiệm bạn nên yêu công việc của bạn làm bất kể đó là gì và nên hưng phấn về việc đi làm và bạn không nên để cho chúng nguội lạnh nếu bạn không cảm nhận được vậy như vậy thì công việc hiện tại hoặc nếu đó không phải là công việc trong mơ cách để nhận được công việc trong mơ là trước hết hãy biết ơn về công việc của bạn bạn làm hãy tưởng tượng rằng bạn có một quản lý vô hình với công việc là theo dõi những suy nghĩ và cảm xúc của bạn về việc làm của bạn hãy hình dung rằng người quản lý đó sẽ đi theo bạn bất cứ nơi nào bạn đi hôm nay lơ lửng với một chiếc bút và quyển sổ trong tay bất cứ khi nào bạn thấy điều gì đó trong việc làm để biết ơn quản lý của bạn sẽ ghi chú lại điều đó Việc của bạn là tìm càng nhiều điều biết ơn càng tốt để vào cuối ngày người quản lý sẽ cho một danh sách dài những điều biết ơn. Danh sách càng dài thì người quản lý vô hình càng mang nhiều ma thuật cho tiền bạc. Thành công cho công việc, cơ hội, sự thích thú và cảm giác hoàn thành. Hãy nghĩ về tất cả những gì bạn có thể biết ơn cho công việc của mình. Để bắt đầu, hãy nghĩ về thực tế là bạn đang thật sự có một công việc làm. Hãy nghĩ về có bao nhiêu người đang không có việc làm những người sẵn lòng bỏ ra bất cứ cái gì để có một việc làm. Hãy nghĩ về những thiết bị tiết kiệm thời gian mà bạn sử dụng, coi như là điện thoại, máy in, mạng internet, máy tính. Đó và hãy giúp người quản lý vô hình ghi chú lại mỗi lần bạn tìm thấy điều gì đó để biết ơn bằng cách nói tôi biết ơn cho cái điều gì đấy và người quản lý của bạn sẽ thấy bạn biết ơn sâu sắc thì ông ta sẽ làm cho ma thuật này càng ngày càng trở lên tuyệt vời hơn. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải làm cái gì? Số 1 là chúng ta thực hiện lại bài tập ngày đầu tiên. Lúc nào cũng phải cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Các anh chị hãy lập lại cái danh sách 10 điều cho cuộc sống mà anh chị cảm thấy biết ơn. Lưu ý là nó phải khác với lại 50 bài mà chúng ta đã biết ơn, biết ơn cách đây 5 ngày. Cái, 5 ngày trở lại trước đây biết ra lý do tại sao bạn biết ơn vì mỗi điều như vậy đọc lại danh sách đọc nhẩm ừ. hoặc là đọc thành lời và sau mỗi một cái câu biết ơn đấy à, sau mỗi một cái câu câu mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó thì chúng ta phải phải nói một câu nói nhiệm màu đó chính là cảm ơn cảm ơn cảm ơn hoặc là biết ơn biết ơn biết ơn và chúng ta cảm nhận lòng biết ơn với điều hạnh phúc ấy số 2 là hôm nay khi mà làm việc các anh chị hãy tưởng tượng là có một người quản lý vô hình luôn đi theo chúng ta và ghi chú lại những cái gì mà chúng ta cảm thấy à, chúng ta thấy cái điều gì để biết ơn. Việc bạn cần làm là tìm ra càng nhiều thứ để biết ơn thì càng tốt. Mỗi khi tìm thấy điều gì đó để biết ơn, hãy ra hiệu để người quản lý ghi chú vào bằng cách nói. Tôi biết ơn vì hôm nay tôi vẫn có công việc để làm. À, tôi biết ơn vì ngày hôm nay tôi đã liệt kê được uh, danh sách 50 người trên cái hành trình lên kim cương của tôi tôi biết ơn vì tôi giúp đỡ được à, tôi có thể ngồi cốt và giúp đỡ được năm người đồng đội năm team nhóm kiểu thế à và trước khi đi ngủ thì vẫn là bài tập ngày số 2 hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay nói từ nhiệm màu cảm ơn và điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với bạn trong ngày hôm nay và đó là nội dung của chương trình buổi uh, buổi sáng ngày hôm nay các anh chị à, như thường lệ chúng ta sẽ có 10 phút để uh, thực hiện viết ra 10 điều khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và biết ơn cái công việc chúng ta đang làm trong suốt một ngày hôm nay, các anh chị biết ơn càng nhiều càng tốt. Trên hành hành trình chúng ta đang làm, từng việc chúng ta đang làm, ngay cả cái việc mà chúng ta đi nấu một bữa cơm cho gia đình, các anh chị cũng hãy biết ơn vì ít nhất là tôi vẫn vẫn có thể làm một công việc để có thể mang đến cái tiếng cười, mang đến cái sự hạnh phúc cho chính gia đình của mình, các anh chị ha cái công việc cái bài tập ngày hôm nay thì sẽ làm trong ngày còn ngay bây giờ thì mình sẽ viết ra 10 điều biết ơn theo đúng cái cái quy luật quy tắc hàng ngày của chúng ta và xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 10 phút nữa chúng ta cùng với nhau làm thực hành lòng biết ơn ạ